Ecomart xin chào anh chị. Ecomart xin giới thiệu cho anh chị dòng sản phẩm nồi cơm điện đến từ thương hiệu Sohun với mã sản phẩm FWK632. Bây giờ em sẽ mở trực tiếp sản phẩm để xem bên trong sản phẩm như thế nào nhé. Đầu tiên khi chúng ta mở thì sẽ nhìn thấy một lớp xốp ở bên bề mặt chống trước, chống sốc, cũng như là dưới đế cũng có một lớp xốp chống sốc khi chúng ta vận chuyển, và bao bọc bởi một lớp ni lông chống xước của sản phẩm ạ. Cảm quan ngoài như anh chị có thể nhìn thấy đây, thiết kế nồi thì được một màu xanh trắng rất là đẹp. Vỏ thì sẽ là thiết kế vỏ nhựa cách nhiệt, lúm thì sẽ là lúm cơ, và sẽ kèm theo là khay hứng nước. Đến bên trong sản phẩm thì chúng ta có thể nhìn thấy luôn là vỉ hớp ạ, thìa, cốc, dây nguồn, cũng kèm theo là sách hướng dẫn và phiếu bảo hành của sản phẩm. Tiếp đến là lòng nồi được phủ một lớp ni lông chống xước, lòng nồi được thiết kế men vàng và với dung tích là 1,8 lít để cho gia đình nhà chúng ta sử dụng từ 4 đến 6 người ăn. Lòng nồi được thiết kế bởi hợp kim nhôm và phủ lớp chống dính đấy ạ. Đây là mâm nhiệt, anh chị để quan sát mâm nhiệt rất là rộng cũng như là để chuyển nhiệt rất là nhanh, giữ ấm lâu cho nồi cơm nhà mình khi sử dụng. Để đặt mua sản phẩm, anh chị ấn vào nút mua trên web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên bán hàng qua số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 17 8586. Trân trọng cảm ơn.